Cập nhật mới nhất tiến độ dự án Lumi Hà Nội. Dự án gồm 9 tòa với 4.000 căn hộ đầu tiên tại Việt Nam thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp. Lumi Hà Nội tọa lạc tại khu vực được quy hoạch bài bản ở khu vực phía Tây Hà Nội, liên kề với các tiện ích đa dạng như công viên, trường học, trung tâm thương mại, cơ sở y tế và trung tâm hành chính mới. Dự án có hai phân khu là Luna Zone, phong cách ánh bạc, và Sole Zone, phong cách nhiệt đới. Diện tích cảnh quan 2,4 hectare. Công viên kế cận dự án 5 ha. Mật độ xây dựng 30%. Gồm 5 khối cao tầng mang tên Sinh Đây Chờ 12356. 16 căn trên 1 sàn, 5 thang cư dân, 1 thang hàng, tỷ lệ sử dụng 70 căn 1 thang. Diện tích 1 phòng ngủ 42,2m2, 2 phòng ngủ bé 53,8m2 và 62m2, 2 phòng ngủ to 74m2, 3 phòng ngủ bé 83m2, 3 phòng ngủ to 117,8 m2, phù hợp đối tượng khách Việt Nam và người nước ngoài. Bàn giao hoàn thiện có thiết bị cao cấp thông minh bao gồm tủ bếp, điều hòa hai chiều, khóa vân tay, tường, trần, tủ quần áo. Tỷ lệ đỗ xe đạt 80%. Hai cổng ra vào dự án riêng biệt có bảo vệ an ninh nghiêm ngặt ở hai phân khu. Ba bể bơi ở hai phân khu chủ đề ánh trăng với mặt trời, bể bơi cầu vồng dành riêng cho trẻ em có trò chơi nước. Cây cầu ánh sáng cao độ lên tới 4 m là điểm nhấn của dự án xuyên suốt và kết nối hai phân khu là khu chạy bộ, đạp xe, đi dạo. Các điểm nhấn của dự án Vị trí, thuận tiện khách từ trung tâm thành phố vào, liên kề công viên 5 hecta. Thương hiệu của chủ đầu tư quốc tế Là dự án cơm bao bảo vệ an ninh nghiêm ngặt 24 trên 7. Tiện ích đa dạng độc bản cùng 5.000 mét vuông thương mại, 6 đại sảnh, 38 tiện ích ngoài trời, 27 tiện ích trong nhà. Mặt bằng thiết kế tối ưu linh hoạt, đáp ứng khách VIP và siêu VIP các căn Duplex Penthouse, các căn 2 và 3 phòng ngủ đều có loại nhỏ và lớn. Tiến độ thanh toán linh hoạt. Tỷ lệ đỗ xe trên 80% khi các dự án đang rất hạn hẹp chỗ đỗ xe. Tiến độ đóng tiền 20%, 25%, 10%, 45%, 5% linh hoạt từ năm 2024 đến năm 2026. Ký hợp đồng thanh toán ký quỹ đóng 20%. Dự kiến ký hợp đồng mua bán Quý 3 năm 2025. Từ giờ tới khi bàn giao nhà, dự kiến năm 2026 sẽ đóng 50%. Khởi công quý 4 năm 2023. Bàn giao giai đoạn 1 năm 2026. Booking 100 triệu trên một căn, một chứng minh thư nhân dân có hai booking tối đa. Được tặng 100 triệu một booking nếu khách vào tiền. Cư dân dễ dàng di chuyển đến dự án thông qua đại lộ Thăng Long và chỉ mất 15 phút lái xe đến các quận trung tâm Hà Nội và 40 phút lái xe đến sân bay quốc tế nội bài. Trong tương lai, việc kết nối cũng sẽ trở nên thuận tiện hơn khi tuyến Metro số 5, 6 và 7 đi vào hoạt động. Dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn, cung cấp khoảng 4.000 căn hộ thuộc 9 tòa tháp từ 29 đến 35 tầng. Có nhiều loại hình căn hộ, từ căn một phòng ngủ 42m2 đến căn 4 phòng ngủ 135m2. Những căn hộ duplex và penthouse với diện tích từ 115m2 và 410m2 cũng sẽ được thiết kế. Dự án Lumi Hà Nội Capitoland được triển khai theo nhiều giai đoạn, mang đến không gian sống độc đáo với hơn 4.000 căn hộ tại 9 tòa tháp cao từ 29 đến 35 tầng. Đa dạng loại hình căn hộ, từ 42m2 cho căn một phòng ngủ đến 135m2 cho căn 4 phòng ngủ. Bên cạnh đó, những căn hộ duplex và penthouse với diện tích lên đến 115m2